đến ngày 19 tháng 8 năm 2023, giải bóng đá thanh niên xã Hải Thanh không chỉ là cơ hội nâng cao tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, tạo một sân chơi lành mạnh và bổ ích, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Thắt chặt tình cảm giao lưu học hỏi giữa các xóm nói chung và tinh thần sức trẻ của thanh niên nói riêng. Về dự lễ bế mạc hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Duy Hiền, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã; đồng chí Vũ Thế Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao xã Hải Thanh năm 2023, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trọng giới thiệu các đồng chí bí thư các chi bộ, trưởng xóm các đội bóng về tham dự giải, các nhà tài trợ, các vận động viên, tổ trọng tài cùng toàn thể nhân dân đã có mặt đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, sau hơn 2 tuần khởi tranh với những trận cầu hấp dẫn, các cầu thủ đã mang đến cho những khán giả pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, giải đấu đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng. Sau đây là phần lễ trao giải. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về Phạm Khởi, FC Xứ Trở. Giải thủ môn xuất sắc nhất thuộc về thủ môn Nguyễn Thành Nhân, FC Xứ Trở. Xin mời hai vận động viên chúng ta lên. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Duy Hiền, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân xã, đồng chí Vũ Thế Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban xã lên trao găng tay vàng và chiếc giày vàng cho hai cầu thủ xuất sắc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời ông Phạm Đăng Khôi, Bí thư chi bộ 4 và ông Nguyễn Duy Dưỡng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nên tặng hoa chúc mừng hai cầu thủ. Sau đây là phần trao giải cho 7 đội bóng tham dự giải. Xin mời các đội trưởng của 7 đội bóng chúng ta đứng lên trước bục để chúng ta nhận giải. Phần giải hỗ trợ của Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao của xã, tôi xin trọng kính mời đồng chí Vũ Thế Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nên trao giải hỗ trợ cho các đội bóng về tham dự giải. Xin mời 7 đội trưởng của 7 đội bóng chúng ta lên phía trước. Cảm ơn đồng chí chủ tịch. Sau đây là phần trao giải cho đội đạt giải thứ, đội FC Niu Loan. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Duy Dưỡng, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nên trao giải thứ cho đội bóng FC Niu Loan. Cảm ơn đồng chí chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã. Sau đây là đội đạt giải ba FC Nguyễn Quốc. Tôi xin trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân xã, đồng chí Phạm Văn Tuân, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban xã lên trao giải ba cho đội FC Nguyễn Quốc.
một hình ảnh rất đẹp. Đội Nguyễn Quốc đang lên bục nhận giải và những chiếc huy chương đồng đang được trao cho các tuyển thủ đội Nguyễn Quốc. Các anh đã có chiến thắng trên bục luân điều 11m trước đội FC New Đoàn, và những chiếc huy chương đồng đang được trao cho các tuyển thủ của đội Nguyễn Quốc. Vâng, sau đây xin mời đội Vĩnh Hiệp lên bục trao giải nhận giải nhì cùng huy chương bạc của giải đấu Cúp bóng đá thanh niên Xã Hải Thanh năm 2023. Xin mời đội Nguyễn Hiệp. Xin đội vào đội Vĩnh Hiệp lên bục nhận giải nhì và huy chương bạc của giải đấu. Tiếp theo là đội đạt giải nhì FC Vĩnh Hiệp. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Duy Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Vũ Thế Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã lên trao giải cho đội đạt giải nhì. Xin trọng kính mời. Và ngay trong khi các vận động viên của Vĩnh Hiệp nhận giải thưởng, ban tổ chức cũng xin trân trọng kính báo vào 27 tháng 8 tới, trận cuối cùng của V-League, sân vận động Thiên Trường sẽ mở cửa tự do, mời các khán giả đến sân chiêm ngưỡng trận thi đấu bóng đá giữa Thép Xanh Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một lần nữa, ban tổ chức xin kính báo tới toàn thể nhân dân sắp xếp thời gian công việc vào buổi chiều thứ bảy, xin lỗi, vào buổi chiều 27 tháng 8 trở về sân vận động Thiên Trường. Sân vận động Thiên Trường mở cửa tự do để đón khán giả vào sân. Xin trân trọng thông báo. Vâng, tôi xin trọng kính mời ông Phạm Hoàng Nam, Giám đốc Công ty Xây dựng Hoàng Nam lên tặng hoa chúc mừng đội bóng Vĩnh Hiệp. Chủ nhân của chiếc cúp vô địch năm 2023 gọi tên FC Sướng Trừ. Tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tất Thắng, đồng chí Phạm Văn Tuân, đồng chí Vũ Thế Mạnh và đồng chí Nguyễn Duy Hiền lên chiếc bục trao giải cho đội đạt giải nhất FC Sướng Trừ. Xin mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tiến ra trước sảnh để trao cho đội vô địch gọi tên FC Sướng Trừ. Xin mời các đồng chí lãnh đạo cùng chụp ảnh lưu niệm với đội bóng. Xin mời đồng chí Nguyễn Duy Dương, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã tặng hoa chúc mừng đội bóng FC Sướng Trừ. We'll be right back.
một hình ảnh đang rất rất đẹp đang được các vận động viên của đội Sông Chu tạo nên trước sân vận động trung tâm xã Hải Thành, một hình ảnh rất đáng nhớ cho các cổ động viên cũng như là các tuyển thủ của đội Sông Chu trong mùa bóng năm 2023 tại sân vận động trung tâm xã Hải Thành. Và xin cảm ơn hai đội bóng Vinh Hiệp và Sông Chu đã cống hiến cho khán giả xa nhà một trận cầu thật sự là đầy cảm xúc. Vâng, và chúng tôi xin kính báo vào lúc 19:30 tối ngày hôm nay tại tiền sảnh nhà thi đấu thể thao văn hóa xã Hải Thành sẽ là đêm gala bóng đá do ban tổ chức cúp bóng đá thanh niên xã Hải Thành tổ chức tại tiền sảnh nhà thi đấu thể thao văn hóa xã Hải Thành. Và một lần nữa, bình luận viên Công Nguyên và Cơ Thạch xin chào và hẹn các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến sân cổ vũ cùng các đội bóng. Và hẹn các bạn vào mùa hè năm sau. Xin chào và hẹn gặp lại.